Hi, xin chào, mình là Ngọc Vi và các bạn đã quay trở lại với kênh S Channel. Dạo gần đây thì chúng ta đã có khá nhiều những cái video game mà gọi là gợi nhớ tuổi thơ. Đấy, và chúng ta đã có những cái tựa game huyền thoại trên PC, máy tính, máy NES, tay cầm đồ các kiểu. Thì ngày hôm nay sẽ là tựa game huyền thoại trên điện thoại. Mà nếu mà đã nói đến game trên điện thoại thì thật ra là ngày xưa chúng ta thời đại smartphone chưa có phát triển như bây giờ, thì đó là những cái tựa game rất là đơn giản trên điện thoại Nokia cùi bắp. Bởi vì còn nhỏ hồi xưa không có được như bây giờ là đòi cái gì thì vòi vĩnh cho bằng được rồi bố mẹ sẽ mua rồi được xài smartphone các kiểu đâu. Không, hồi xưa cái điện thoại cùi cùi Nokia thôi mà mượn mẹ là mỗi lần mượn là khó, phải lén lén xong rồi lấy chơi nữa. Đấy, tóm lại là một chút cái chuyện cũ như vậy, mà mình nghĩ là nhiều bạn cũng sẽ có cái ký ức giống như mình. Trở lại vấn đề chính thì ngày hôm nay cái tựa game mà mình muốn nhắc đến trên cái điện thoại Nokia mà chúng ta đã từng chơi nhiều đó chính là Bounce. Không biết đọc đúng không. Cái hình trái banh mà nó nhảy tưng 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 tưng. Đây, khi mà các bạn tìm kiếm cái từ này trên cả Android lẫn iOS thì chúng ta sẽ thu về rất là nhiều cái kết quả. Và trong cái trải nghiệm của mình ở đây thì mình có tải về thử hai cái. Một cái là nó ghi là Nokia luôn. Đó, còn một cái thì nó ghi là Classic. Thì mình đã trải nghiệm cái phiên bản Classic thì mình thấy là giống với cái cũ hơn về cái phần âm thanh luôn ấy. Thôi, tóm lại là chúng ta sẽ trải nghiệm cái phiên bản Classic. Ở bên ngoài thì thấy mỗi cái chữ bao thôi, không biết đâu đúng không, đọc một hồi bị ăn gạch te tua nữa. Thôi, tóm lại là trái banh. Vô. Ở đây thì nó sẽ chia màn ra ha, trái banh. Đó, sẽ có rất là nhiều màn chơi. Bây giờ di chuyển thì chúng ta sẽ có hai cái phím qua lại và cái phím nhảy lên thôi. Rồi, nếu mà bạn nào không nhớ thì nhiệm vụ của chúng ta chính là đi qua những cái vòng vàng vàng này đây đó. Rồi đến cái cửa cuối cùng, vậy thôi. Đó, cái tiếng này mới giống nè. Hồi nãy mình chơi cái bản kia thì cái âm thanh nó không giống lắm. Đây là cái cây đinh. Cho nên là đừng đụng vào cây đinh lũng banh. Gạch tinh đó. Nói chung là mấy măng đầu dễ thôi. Đó, ê. Rồi, nổ banh. Ghét nhất là cái khúc này. Nghĩ sao mà đóng 4 cây đinh liên tiếp. Ê, tào lao không. Nói là gợi nhớ vậy thôi chứ mình nghĩ là cái cảm giác khi mà chúng ta chơi điện thoại hồi đó nó vẫn sướng tay nhất. Mặc dù là cái bây giờ chơi trên điện thoại cảm ứng như thế này nhưng mà nó không đã bằng hồi xưa. Ây da, không qua được cái lỗ. Hãy cố gắng qua lỗ nào. Vô, cái lỗ này hơi chút. Trời ơi. Qua. Yeah. Qua màn. Vô. Qua màn thứ hai, lần này chúng ta sẽ có 8 cái vòng và bắt đầu khó khăn hơn. Bởi vì ngoài những cái cây đinh cố định thì lần này có mấy cái con quỷ này di chuyển lên xuống này. Hồi xưa cũng có luôn. Cái phiên bản kia mình chơi á, thì cái vòng 2 nó lại không giống nha. Và cái chỗ bên đây thì nó vẫn vô duyên như vậy. Vất vả đi qua tới nơi nhưng mà thật ra đó là ngõ cụt. Lên tăng. Wow, lần này có lỗ bự quá. Và cái cây màu xanh lá này thì không phải là cây đinh, mà nó sẽ bơm cho cái trái banh của chúng ta nó bự ra. Hồi xưa mình chơi chứ tới cái màn này cũng vậy nè, kiểu lết từ từ. Cái hàng bên dưới này thì nó sẽ giống như là hút cái hơi ra, nó làm cho trái banh của mình nhỏ lại. Ta, teo héo rồi. Yes. Xuất sắc. Yeah, qua luôn rồi. Giỏi hơn hồi nhỏ nhiều. Nói chung là theo thời gian mặc dù là gà nhưng mà vẫn tiến bộ. Đó, chưa ăn đủ cái vòng thì cái cửa nó chưa mở đâu. Bây giờ cửa mở rồi đấy. Vô, thế là qua màn. Ơi, trời ơi, trái banh nó bự quá đó mà. Qua bên đây. Bởi vì lúc này trái banh của chúng ta nó chà bá mà cái lỗ nó có chút béo thôi, cho nên là chúng ta không thể chui qua cái lỗ rồi được. Còn đi đường đây thôi. Từ sẽ có những cái gọi là hồ bơi nữa. Xuống nè. Không sao hết, em không sao. Ai? Quỷ không? Lại. Đi qua đây, qua đây. Ai? In. La. Xuống đây. Còn hai cái vòng nữa thôi. Cố lên, chúng ta chỉ cần chui qua hai cái lỗ nữa thôi là thắng rồi. Ơi! Thôi rồi, anh nhảy đi, nhiều quá rồi. Còn nhiều màn lắm, 20 màn.
Đấy, tóm lại thì cái trò này nó mang cho mình cái cảm giác tuổi thơ còn dạt dào hơn so với những từ game trước đây mà mình đã giới thiệu cho các bạn. Không biết các bạn nào có cảm giác như mình hay không, nhớ comment chia sẻ ngay bên dưới nhé. Và các bạn còn nhớ cái từ game nào nữa thì cũng có thể comment luôn. Mình thì mình còn nhớ một cái trò mà có một cái con ma, nguyên một cái đám ma di chuyển mà mình đi xuống mình vẽ một cái vòng, mình bao nó lại thì mình giết được nó đó. Đó, thích trò đó cực kỳ. Đấy, nhưng mà mình không có nhớ tên của trò đó và cũng không biết là hiện tại thì có ai đã làm ra một cái tựa game tương tự như vậy dành cho những chiếc smartphone hay chưa. Còn bây giờ thì xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau nhé. Bye bye. Nhớ like và subscribe.